Dạ, Vũ An Giang xin chào 500 anh em YouTube ha. Hôm nay nghe nói có một chiếc xe cộp xuất hiện, mình đi bắt xe cộp vậy anh em. Chút xíu mà anh em theo chân mình qua Châu Thành ha, qua huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để coi chiếc van pha lốc đen đời 2002 chưa tăng đưa di sơn. Nghe nói thấy mề đó, để hơi coi xe làm sao ha. Chúc mọi anh em theo chân mình nhé. Cái gì dấu? Đang chờ đường nè. Chờ đợi đi lớn. Mời ra đây quá. Tại tao mới tao không biết tao đọc cái chưa được đi. Đây nè. Cúc trước, cúc sau chưa mở, chưa dấu dặn. Qua là 2 ly phê với ly này, nó 3 ly cà phê với ly trà đường. Ủa? 3 ly trà đường. Trời, bà Thủy nó nói xuống nói vậy? Là 3 ly phê, ly trà đường đó. 4 ly cà phê, ly trà đường. 4 ly phê, ly trà đường. Gì con? Hả? Ai? Quay đầu bò kìa, kìa. Chiếu vậy? Ông bên đây. Ông chiếu cái gì trời? Xét vô. Xét vô quay con lá cờ chứ. Điện Minh Nhí xuống đánh bài hả? Bình xăng con. Bảy ngàn rưỡi cây chưa tương đưa gì xưa. Cái này đề đầu anh em, H6 là ở quê mình, H6 là đề đầu 202. Xe cốc trước cốc sau chưa mở. Trong giữa trong ngang nước sơn zin hết, nãy giờ mình coi thấy zin hết. Màu nhớt tuyệt đẹp luôn, chỉ xe này có lỗi mấy chỗ ha. Đây chỗ muối ha, camera để sát vô xíu. Đưa từ từ vậy đó rồi mình lấy ra. Muối đèn miếng, đi mấy cái áo chạy hè năm tháng mấy vết, không quan trọng hết nè. Quan trọng là xe cọp ha, này nè. Quay ô đô cho ta xem. Kim nó đỏ hơn đỏ chói luôn ha. Đây, cái cầm nè. Giờ người ta mềm sụm luôn nè, camera. Cầm nè. Đúng chắc xe cọp luôn anh em. Qua bên đây quay cái bô nè. Xe này hiện tại mình chưa mua về nhà, đang chuẩn bị xuống lúa ha. Anh em coi ốc tán nè, camera đưa vô đây giùm. Thứ gì chịu nổi thứ này ha, coi cái bô như cái kiếm luôn nè, đổ lông chuột có mấy miếng. cái này An Giang mình chắc tìm không được chiếc khác đâu rồi con ơi. Chắc có mà ông chùm mền cho không ai bán đâu ha. Uống nước rồi à, đi. Phải còn cây này với cây kiếm là kiếm mới ha. Kiến gì? Đâu? Ở trong cái chỗ nó không tới. Mà kiến phải hả? Kiến bên này là lấy gì sao? Sao chắc tao lấy cái dịch dặn cho ông của nội. Đây chạy tem miếng nữa nè. Tôi lẽ là kêu muốn không chạy tháo tem mới ra nó chắn là mới rồi hết ngày. Còn sáng chưa tao vậy đó. Đúng, được, đúng, 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 đúng. Chưa tao vậy đâu. Đúng, 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 quay cái cặp phụ rồi camera. Bữa nay có mướn nhỏ bạn cùng phòng á, theo làm cameraman nha mọi người. Vỏ 02 nè ha. Rung mình thái tử. Vỏ trước quay cái độ dày của vỏ nè camera. Quay cái độ dày của vỏ nè, ra gió còn nè ha. Coi coi vú còn không? Vú hả? Quay xe kiếm vú. Còn nha. Còn không? Cái đó nó hơi bài. Hết vú rồi, hết vú rồi. Bảy gần mấy hết vú rồi các bạn ơi. Có vú bên hông nữa, được mấy cái vú đó. Bên hông này nói gì chứ giữa hết rồi. Coi nước nước ram đùm nè, hết hồn ha, 2 tới giờ. Đầu bò con lá cờ chùm chởm luôn, ăn tiền là chỗ đó đó. Cổ bô chưa cháy luôn mà con ơi. Xuống lúa rồi, thì anh em nào mới mốt có bán xe cộp, xe cộ thì liên hệ mình ha. Mình thu mua tất cả các loại xe cộp mèo toàn quắc luôn. Ở xa thì chụp hình gửi qua, ở gần thì đi lại coi. Nói vậy thôi nè, thông trước thông sau còn hết luôn nha nè. Vô đi, vô đi bình thường đi anh. Bây giờ né tí có gì đâu, quay chân thật mà. Còn đi tiếng phải hả? Ok, tôi điện nó nghe nó có nhà
có cái chỗ này nó bị muối ha, muối sức sơn bạc vô miếng này. Bị muối cho nó gấp, bị văng lên muối. Còn như nguyên thủy. Đất này ra hai tem này, camera quay cái tem này nè. Lọn dưới đây quay được không? Bên đây hay sao đó. Quay cái tem này nè. Thấy cái tem không? Mình dòm vô màn hình nè. Nè quay cốt trước cốt sau chưa có dấu dặn, chưa tăng đưa gì sên luôn. Cốt đây nè. Cầm hai tay cho vững lại nè, nè. Nước sơn còn nữa. Có phục dinh bị muối nha bà con. Muối nhiều. Theo năm tháng nè, đất vỏ nè. Đất vỏ sao nè. 1002. Trước lên 1302. Chùng năm khắc tuần. Cái độ dày của vỏ sao nè. Ồ, độ dày quá dày camera quay này nè các bạn. Quay cái độ dày bên đây quay vô nè. Quay thấy cái độ dày của vỏ. Là ngón đây mình tìm nước thuốc gắn cho được, còn quá dày luôn. Tạm mời quá tí ai mua được chân của đồng. Có cái để cái nước thuốc không, cho cái bánh xe ngậm nước thuốc. Còn dày luôn anh em. Cái vỏ nó còn dày cui sâu hút. Trời vỏ nứt chân rồi, nứt không chân rồi tí ơi. Nứt không chân rồi. Nứt không quá vậy. Mấy 20 năm mà 21 19 năm à. Nó không chân à. Không nứt thôi. Có cái này nè, cái này nè. Cái này nè nha mọi người. Con ốc này nè. Con ốc đó đó. À, con ốc đó, đó. Nước sơn còn dần cháy luôn nè. Có cái gấp nó muối là ổng sức sơn bạc cho đó. Ổng sức một ghẻ cho nó. Này con ốc này nè. Đó. Nó bắt giả giờ luộc luôn. Ta ăn chay rồi này, nói gì đâu thí thí. Ủa anh ăn chay không mặn hả? Nó thí thí còn nó ăn chay mà. Bên này mát hay ghê ha, có bụi trứng cá mát hay ghê ha. Trời ơi, cà tre mới bấm điện còn luôn nè. Vin, vin trốn luôn. Chưa đang đưa sên cái đùm hết hồn. Rồi này cầm dùm ơi camera. Có chạy tem đây miếng ha. Cái này xuống tiền đi chứ còn đợi chờ gì nữa. Tí lính tới hay gì. Đợi lính tới. Đóng lại đi chứ. Nó nhỏ nhỏ là hàng mình biết thôi. Xuống lúa đi chứ. Xuống đi. Rồi hai ông ngồi nói chuyện đi, tôi quay luôn. Nói chuyện trên đời thế giới gì vậy. Rồi xuống lưới các bạn, khỏi phân lo lắng, khỏi đi nhảy. Rồi tắt đi, hẹn các bạn clip mới ha. Cuối cùng cũng đưa em về Vinh nha anh em ơi. 67H6 đề đầu ha. 9809. Quan pha lốc đen đề đầu nhất là đề H6 nha anh em. Quá giữ cái xe này ha. Ôi rồi cái ba ga đâu chạy? Không gắn cái ba ga hả? Hết hồn kim nó đỏ anh em ơi. Chạy cục máy nó đỏ, giữ vàng nó im kiệm ha. Nhắn qua da nó đi te, te nó đi hoài luôn. Bấm lưỡng ha. Bữa nay mình đi lại nhà văn mình mua rồi mình xuống tiền mình quay phim nữa luôn đó. Vỏ dày cui, hai vỏ trước, vỏ sau. Những số bốn con. Bấm lưỡng ha, chày mấy đốm, lưỡng hết cái lưỡng. Coi cái cần vỏ thắng đó nè. Hết hồn. Quá trời nắng các bạn ơi. Ngày mua bán xe cực khổ lắm. Rồi anh em nào muốn mua bán xe vậy đó, cái việc liên hệ Vũ ha, số điện thoại Vũ để trên màn hình đó. Rồi nữa giờ mình up clip này lên, mong được sự ủng hộ của các bạn là cho Vũ một like ha, để Vũ có nhiều động lực đi đầu này đầu kia quay cho các bạn xem. Xe này thiếu cái kiếm trái còn cái kiếm phải không à, lạc mắt cái chìa khóa zin, còn cái chìa khóa zin một à. Vô như cây kiếm luôn. Rồi xin chào anh em ha.
Dạ, Vũ đang chạy xe từ trên đường mua chiếc xe này chạy về, bên Châu Thành chạy về nha. Quá im mọi người ơi, nó cái quai nhỏ này nó đi một cái im ghiệm luôn. Cái này đời đầu đầu xuống máy không không luôn anh em. Đời đầu đầu xuống máy không không luôn ha. Im lắm, lúc mà mình nhắn qua da mình thả chấn cho xe đi thả chấn đó. Để xe nó đi nhẹ. Lúc mà qua da nhấn nhẹ là nó đi on ha anh luôn nè. Nhấn qua da nha. Đó mình buông ga đó, nhấn qua da nè. Đi hoài. Tức là cái bật đạn của nó tốt, cái bật đạn của xe nó rất là tốt cho nên nó đi nè, anh em thấy ha. Qua da thả đi ít lâu á. Trời ơi, những cái cầm những cái kim nó đỏ chói luôn. Mình sẽ một chút xíu xuống phà. Xuống phà chắc ta dòm dữ lắm à. Ngay xuống phà quay review lên cho anh em xem khúc cuối ha. Máy chạy thì quá tuyệt vời. Đúng là huyền thoại quanh khoa lóc đen. Bởi người ta đam mê, người ta tìm, người ta mua hoài á. Đã lắm, lướt nhẹ gió, nghe tiếng gió mà. Quay tổng quan cái nữa về up lên cho anh em xem tham khảo ha. Nãy tại mình mua ở nhà dân. Xe này áo chạy tem đó nè. Chạy tem mấy đường ha. Dây xe nó chưa tăng mà nó dùng. Trời ơi, ốc tán nè. Đặc biệt cái cái số cái thắng mòn ít sạch luôn. Ốc chưa có dấu dặn, cổ bô chưa mở luôn. Ốc chưa dấu dặn dấu xiết, trời ơi chạy nó đã. Tiệt cú mèo. Cái này còn vẫn ôm luôn nè. Cái bô nè. Và giữ đặc biệt vẫn số 4 con. Rồi thì cái này là Vũ mua bán lại. Thì anh em nào thích thì liên hệ ha. Anh em chưa có xe thì liên hệ mình để được mua xe này. Anh em nào có xe rồi thì mình xem kênh của Vũ đi giải trí chơi ha. Rồi thân chào tất cả các bạn nhé.